Chào Minh Hưng, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Zoom Up cùng với các em thiếu nhi. Và đến với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa cảm ơn Hưng rất là vui với sự hiện diện của em Thường Tiên cũng như là em Thảo My đến với chương trình. Thầy cảm ơn Hưng, mến chào em và mời em gửi lời chào quý vị khán giả của đài. Mời Thường Tiên. Con xin kính chào thầy và quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Con tên là Angelica Thổ Thiên ạ. Mời Thảo My. Dạ, con xin kính chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV và con xin kính chào quý, thầy Cao Minh Hưng, con tên là Thảo My. Chào con. Wow, cái thứ vì wow, mình không thể nào ngờ được là từ cái lúc mà thực hiện chương trình Zoom Up đến nay, tháng 3, tháng 4, thấm thoá mà cũng gần nửa năm, 6 tháng. Thời gian qua thật là mau. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn lại là một khoảng thời gian các em phải mất là không có đến đường trường học phải không? Tất cả mọi sinh hoạt đều thay đổi. Bây giờ mùa tựu trường sắp đến là các em phải học online, một lần nữa phải học online. Thì chúng ta hy vọng trong những ngày tháng sắp tới thì cái tình trạng dịch bệnh nó được tiến triển khá hơn thì các em có thể trở lại trường. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng chia sẻ trong những chương trình Zoom Up trước đây. Thì các em phải nói rất là buồn khi mà không được trở lại trường, phải tiếp tục học online. À, chắc là Tuần Thiên thì chưa học trở lại, còn Thảo My con học trở lại chưa con? Con đi học trở lại online chưa? Dạ rồi. Con học trở lại thì có cái gì khác năm nay với lại năm vừa rồi không? Online mấy cái lớp học, setup, arrangement, cái preparation của thầy cô, is there any difference là con thấy cũng vậy? Năm nay thì phải học trên Zoom, có nhiều thầy cô mà không có biết dùng Zoom, so phải Thầy cô mà sao không biết dùng Zoom ha? Yeah. Cũng hay là thầy, tại sao con thầy cô không biết dùng, tức là họ không biết sử dụng hay sao? Yeah. Vậy ha. Rồi gặp trường hợp như vậy thì mấy student, mấy học trò như con phải làm sao? How you handle it? Thì thường thường mấy thầy cô email mình cái link rồi mình bấm mình join and then vậy đây. Rồi hay là mình phải mời thầy cô nào không biết xài Zoom phải lên chương trình Zoom Up phải không Thường Thiên? So we can have a yeah, we will give you the Zoom Up. Các con bây giờ là the pro rồi hết rồi phải không? Chắc là giỏi. Kính thưa quý vị, thì trong những cái chương trình các mình đừng có thưa là các em sẽ có những dịp tâm tình chia sẻ những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào khi các em học ở nhà, những cái sinh hoạt ở nhà như thế nào. Song song với đó thì các em cũng chia sẻ những bài hát các em học được, hát cho quý vị nghe, cũng như là những cái sự tích trong những cái ngày tháng, những cái dịp lễ mà sắp tới. Thì nhắc đến dịp lễ thì chúng ta thấy là rằm tháng 7 có một cái lễ rất là đặc biệt, không biết là Thảo My hay là Quỳnh Tiên có biết là ngày lễ gì không? Dạ thưa thầy, con nghĩ là lễ Vu Lan à thầy? Lễ Vu Lan, đúng rồi. Lễ Vu Lan trước đây mình nói đùa, mình nói giống giống như cái lễ gì, lễ Mother Day của người Hoa Kỳ phải không? Nói về mẹ. Thường Thiên là chắc là con cũng thích đọc sách, dạ. Cũng tìm hiểu, nên là con có thể chia sẻ, con biết về có search, con có biết là lễ Vu Lan là lễ như thế nào không? Để chia sẻ các bạn là đầu tiên có thể đang theo dõi chương trình Zoom Up mà chưa bao giờ nghe lễ Vu Lan thì mình có thể kể các bạn nghe cái sự tích về lễ Vu Lan không? Mời con. Dạ thưa thầy và khán giả, lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn nhất của Phật giáo ạ thầy. Giống thầy nói là luôn luôn vào ngày rằm tháng 7, ngày rằm tháng 7 âm biết đến từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi ngạ quỷ từ lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên á, nên mới có ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày nay. Trong ngày lễ Vu Lan á thì nhắc nhở mọi người luôn phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Trong như trong Việt Nam mình, tiếng Việt Nam của mình có câu tục ngữ là uống nước nhớ nguồn, để nhắc mọi người là phải luôn nhớ công ơn cha mẹ. Trong dịp lễ Vu Lan á, thì ai mà còn cha mẹ thì thường thường người ta cài hoa hồng màu đỏ, mà ai mà mất cha hoặc mẹ thì sẽ cài hoa hồng màu trắng ạ. Con biết vậy. Rất rất là giỏi, cảm ơn Tùng Thiên cũng
cố gắng tìm hiểu cái sự tích này để thầy Cao Minh Anh có thể thêm chút một vài cái chi tiết để các em trẻ có thể tìm hiểu thêm hoặc là biết qua cái chương trình Zoom Up này mình biết thêm một chút xíu về sự tích lễ Vu Lan. Câu chuyện gần như là Thường Thiên mới vừa chia sẻ đến quý vị, tuy nhiên là một Kiền Liên mình phải hỏi lý do tại sao mà phải báo hiếu cho mẹ, phải không? Là có cái sự tích là bà Thanh Đề, tức là mẹ của một Kiền Liên, thì ngày xưa là một cái người phụ nữ phải nói rất là phung phí thức ăn, là mọi thứ là bà cũng hay là phung phí vứt những cái thức ăn thừa đã đi. Thì trong khi đó thì đứa con của bà rất là hiếu thảo, thường là không có phung phí những thức ăn như vậy. Đó là lý do mà sau khi bà qua đời thì lúc đó một Kiền Liên đã khi mà ông tu hành, ông có thể nhìn thấy được cái cảnh mẹ của mình ở địa ngục như vậy, rất là đối khé, rồi không thể nào, rất là nhiều cái cảnh đọa đầy. Đó là lý do ông muốn đem bát cơm để dâng cho mẹ. Nhưng mà bát cơm, khi mà mẹ của bà Thanh Đề cầm bát cơm thì nó biến thành một cái bát cơm có lửa trong đó, ăn không được. Thì ông mới tìm hiểu tại sao, thì ông đã hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói đầu cái ngày đó, cái ngày đó rằm tháng 7 là phải mời tất cả các nhà sư đến để ta cúng tam bảo, tức là như một cách để chúng ta trả ơn. Để làm như vậy thì được xóa được những cái tội mà mẹ của một Kiền Liên trước đây. Thì đó là một cách để ông, và vào ngày đó là ngày rằm tháng 7, thì sau đó thì mẹ ông mới được đầu thai trở lại để trở thành người sau này mà cũng đi tu. Thì đó là lý do chúng ta thấy một đứa con hiến thảo như vậy. Đó là một cái sự tích mà chúng ta mà sau này thì theo cái truyền thuyết đó, mà người cố gắng làm mọi bất cứ điều gì, không riêng gì khi bố mẹ qua đời, mà khi bố mẹ còn xin tiền thì chúng ta cũng cố gắng hiến thảo. Được biết là Thổ My nè, Thường Thiên, tất cả các em thiếu nhi mà cao minh hơn cái dịp sinh hoạt trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ rất là ngoan, rất là hiếu thảo với bố mẹ. Thì trong nhân cái dịp lễ Vu Lan sắp tới thì không biết là Thường Thiên con có chọn một cái bài hát nào về mẹ để gửi đến quý vị khán giả của đài không? Dạ, tại vì Vu Lan sắp, ngày lễ Vu Lan sắp đến, con muốn hát bài Mẹ Là Tất Cả của thầy Minh Hạnh. Rồi, cảm ơn con. Đây một cái bài hát mà chúng tôi cũng sáng tác cũng vài năm nay. Có một số dịp thì các em cũng được cô giáo Tu Uyên cũng dạy cho các em, hướng dẫn các em múa rất là đẹp. Ngày hôm nay thì cảm ơn Thường Thiên con chọn bài hát này để gửi cho tâm linh người mẹ mình và tất cả những người mẹ trong cái mùa lễ Vu Lan rất là ý nghĩa. Thì chúng tôi mong là quý vị thưởng thức bài hát này. Sau đó thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, và xin quý vị trở lại với phần 2 của chương trình. Tình mẹ yêu ấm áp luôn thật chan hòa, chở che con qua những tháng năm bình yên. Mẹ vì con khuya sớm chăm lo ngày qua ngày, mẹ đưa tay dìu những bước đi đầu tiên. Sợ con hư, mẹ lo lắng hay là dày, dẫu trong tim lòng mẹ xót xa vì con. Một ngày kia con lớn không thêm được nên nơi, nhìn mẹ yêu tóc mẹ giờ đã phai màu. Mẹ ơi, mẹ là dòng sông tâm mẹ cho con trong những ngày hè. Mẹ chia bóng cho con từng bước trong đời. Mẹ ơi, mẹ là vì sao soi sáng cho con khi bóng đêm về. Mẹ ơi, mẹ là đồng quê nuôi lớn thân con bằng hạt lúa vàng. Lòng ông sao cơn màu lớn khôn thành danh. Mẹ vì con thức trắng lo âu nhiều đêm dài. Mẹ mong sao rạng rỡ tương lai đời con. Vì thương con, mẹ gồng gánh những công oan.
để cho con thẳng đứng làm người rạng danh. Ngày mai kia con đã lớn khôn được nên người. Mẹ yêu ơi, tất cả mẹ làm vì con. Mẹ ơi, mẹ là trời cao chắp cánh cho con bay bổng thật xa. Mẹ ơi, mẹ là đại dương dòng nước bao la năm tháng vỗ về. Mẹ ơi, mẹ là tình quê theo vững chân con đi khắp phương trời. Mẹ ơi, mẹ là mẹ yêu đẹp nhất trong con, mẹ hiền dấu yêu. Mẹ ơi, mẹ là mẹ yêu đẹp nhất trong con.